Xin mời bà con cùng chúng tôi đi bàn giao bộ xay sát gạo bóc lớp sắt trắng. Hiện tại thì chúng tôi đang test là bóc lớp cho khách hàng. Bóc lớp thì chúng ta có thể chỉnh được là độ bóc sạch vỏ lúa từ khoảng chừng 70 đến 85%. Hiện tại thì chúng tôi đang chỉnh bóc khoảng chừng 80%. Để tí nữa sắt qua trắng thì nó sẽ có nhiều lượng cám hơn để cho khách hàng họ bán. Còn nếu mà các bạn sắt gia đình hoặc là yêu cầu của khách hàng là cần bóc lớp trắng sạch hơn thì chúng ta có thể chỉnh vào thêm một chút được. Với đầu năng suất bóc lớp thì khoảng 200 đến 300 kg/giờ. Còn đầu sắt trắng thì năng suất từ khoảng 100 đến 200 kg/giờ. Hiện tại nó đang test chức năng là bóc sắt lức. Máy sử dụng motor 3 kW, tốc nhanh 1 pha, rất là phù hợp với những nơi mà điện yếu hay là những nơi không có điện 3 pha. Máy cực kỳ dễ sử dụng, nhỏ gọn, không có chiếm nhiều diện tích và ít bụi bẩn. Đây là một dòng máy bóc lức và sắt trắng lý tưởng. Với đầu sắt lức thì bà con có thể dùng để sát trà 2 lần ra thành gạo lức sạch 100% để ăn cho giàu chất dinh dưỡng, hoặc là chúng ta có thể trà để nấu rượu. Nếu mà sắt trắng, sắt gạo trắng ấy, như mình chuyển sang bên kia là được. Còn ví dụ các bác muốn sắt gạo rượu thì chạy lại lần nữa. Sạch nhỉ. Thì qua lại lần nữa là được thôi. Giả sử có sắt gạo trắng nhá. Dạ. Bây giờ sắt trắng. Vâng. Sắt trắng thì bây giờ các bác lại chuyển cái buni sang bên này nhá. Thì cái này mới 80 nhỉ. Gạo á? 70 nghìn. Không, nó tùy thuộc vào thóc, nó sẽ phải rơi vào. Thường thường như cái máy nhỏ này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 6-8 nếu gạo đẹp. 50% là được rồi. Không, 50. Không, ấy nó mới chật chấu, nó mới gọi được 80. Chấu như này thì nó rơi vào tầm khoảng 85-90 rồi. Cái đây nhá, đây là cháu, tại vì sắt trắng ấy, cháu muốn chỉnh cho cái lượng gạo nó bị hút ra đây rất là ít thôi. Đây nó cả cái vỏ chấu nữa chứ không phải là... Đấy, cả vỏ chấu. Đấy. Nó cả vỏ chấu chứ không phải là cái lượng bóc của nó rất khá là nhiều đấy. Ừ, đúng rồi. À, đúng rồi, cả vỏ chấu thì nó còn 8 cám. Nó 8 cám nên bay hết chấu gì. Sau khi chúng ta bóc nước xong thì chúng tôi sẽ chuyển gạo lứt qua cối trắng. Và bây giờ chúng tôi sẽ dùng đầu trà trắng để sát ra gạo để cho bà con tôi thấy là sản phẩm ra như thế nào. Đầu tiên khi mà chúng ta cho gạo vào trong đầu trà trắng thì chúng ta sẽ chỉnh gạo ra, và khi mà trong khoảng chừng nửa ký đến một ký đầu thì cái đầu máng của gạo trắng nó chưa đầy thì nó sẽ còn sắt ra vết thóc. Khi mà hết sạch thóc thì chúng ta sẽ lấy một ít đổ ngược lên, và bây giờ thì gạo sẽ ra trắng 100%. Vâng, mời bà con cùng xem gạo ra rất là trắng đều và đẹp, ít vỡ. Gạo ra cực kỳ đẹp. Gạo với dòng máy sát mà vừa bóc lức riêng và sắt trắng riêng này thì gạo ra trắng đẹp và ít vỡ, tỷ lệ tiêu hao thấp hơn cả những cái dòng xay sắt gạo dây chuyền lớn. Tỷ lệ tùy theo, nếu mà lúa đẹp thì gạo sẽ đạt được khoảng từ 66 đến 70%, là tỷ lệ cao nhất trong tất cả các dòng máy xay sắt gạo trên thị trường. Bà con có thể nhìn thấy là gạo đã cực đẹp và không bị vỡ, thì vỡ rất thấp. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.